con trai Huỳnh Đông, Á Châu diễn kịch ở Canada. Bé Happy nhà Huỳnh Đông, Á Châu tham gia vai quần chúng trong vở Lion King, biểu diễn tại nhà hát địa phương, hôm 13 tháng 3. Á Châu cho biết con trai cô háo hức trong lần đầu diễn kịch cùng các bạn. Trong vở Lion King, Happy sắm vai chú sư tử nhỏ, cùng hàng chục diễn viên nhí tạo thành khu rừng vui nhộn. Vợ chồng Huỳnh Đông, Á Châu sắp xếp công việc đến xem con biểu diễn. Họ phấn khích cổ vũ bé Happy giữa tiếng reo hò của các phụ huynh. Huỳnh Đông cho biết đã căng mắt tìm con giữa đàn sư tử đông đúc. Từ khi sang Canada định cư, bé Happy tỏ ra thích thú cuộc sống ở đây. Cậu nhóc thích nghi nhanh với môi trường học tập mới, chăm tham gia hoạt động ngoại khóa, gắn kết với các bạn. Huỳnh Đông, Á Châu thăm trường học của con ở Canada. Hiện con trai Huỳnh Đông, Á Châu học lớp 3 tại một trường tiểu học gần nhà. Hàng ngày, họ đi bộ khoảng 10 phút để đưa đón con. Huỳnh Đông từng cho biết Happy rất thân thiện, trò chuyện vui vẻ với cô hiệu trưởng trong buổi gặp đầu tiên. Lúc ở Việt Nam, bé được tiếp xúc sớm với tiếng Anh nên không gặp rào cản ngôn ngữ khi đi định cư. Vợ chồng diễn viên hay cho con đi chơi xa mỗi cuối tuần để bé hiểu thêm về văn hóa Canada. Cậu nhóc được trải nghiệm nhiều hoạt động như leo núi, trượt tuyết, vượt bằng xe hơi. Gia đình Huỳnh Đông, Á Châu đến Toronto, Canada từ tháng 7 năm 2023. Trước mắt, họ ưu tiên ổn định cuộc sống sau đó phát triển công việc kinh doanh song song nghệ thuật. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.